Người Việt luôn hả? Người Việt. À. Thanh Việt Nam mình là gạo xây luôn. Dạ, chị có chị ở đâu? Ở đây nè, ở quận này nè. Ở Việt Nam chị ở tỉnh nào? Ở Cần Thơ. Lỉnh khỉnh đồ hết à? Muốn đi là bỏ hết. Dạ. Ở đây đầy đủ tất cả các vật dụng. Dạ. Ở bếp ga mini. Em đang tới ngay cầu Sài Gòn và chợ người Việt Kiều tập trung ở đây rất là nhiều, và đồng hành với lại nhóm tụi mình hôm nay thì có thứ ba tiếp tục chở mình đi vòng vòng ở thủ đô Phnom Penh. Những cái bảng hiệu quán tráo, bảng hiệu như thế này có những người Việt thì đợi tiếng Việt luôn. Không đi rồi kiếm nhà đó, nằm phía bên đây. Trưa hôm nay thì mình đang có mặt tại một cái chợ ngay tại cầu Sài Gòn để ghé nhà cái cô gì tôi quên tên mất tiêu, ở chợ Hồ Thị Kỷ của Sài Gòn á, ghé ăn một ít gì đó và sau đó thì sẽ cùng với lại người thân trong gia đình của cô sẽ đi thăm một số người ở xuất hiện trong một chiến. Đây là một trong những cái khu chợ cái khá là sầm uất. Bên đây là ăn vặt. Đây đến nhà của cô nè. Cái món này là tức thường. Là nước chấm thôi, cá lóc bằm. Ừ, thơm hơn. Cái lóc nè, sáng nè. Lóc cả, tỏi, ớt, quả hấp. Vậy là cái món này là gốc xuất xứ là ở Cam mình luôn. Đúng rồi, gốc ngon quá. Cam luôn á. Cái vị nó lại ngon. Dễ ớt. Cái chè ngon. Mình không có tiếng Anh được tiếng Việt nha. Chỉ biết là tức thượng thôi. Ừ, đúng rồi, tức thượng thôi. Không ăn cơm không? Có mùi lá trúc thôi cô ha. Đúng rồi. Ừ, ngon quá. Dạ Vương Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị. Hiện nay thì có mặt tại một cái xóm người Việt đang định cư tại Phnom Penh, Campuchia, gần cầu Sài Gòn đó. Thì Vương Hồ cùng em Phong Bụi cũng như là mấy anh em được một cái chị này là người Việt hướng dẫn đi một cái ngôi chùa người Việt ở Campuchia. Ồ, cô này người Việt luôn hả? Người Việt. À. Thanh Việt Nam mình là gạo xây luôn. Dạ, chị ở đâu? Ở đây nè, ở quận này nè. Ở Việt Nam chị ở tỉnh nào? Ở Cần Thơ. À, chút xíu em gặp chị ha. Rồi. Đó, gặp được một cái chị người Việt bán bánh canh theo Việt Nam luôn. Đây là chùa Kim Phước, và sau khi giờ chùa Kim Phước thì mình sẽ đi xuống xóm người Việt tại Campuchia. Đây là cái xóm người Việt rất là đông tại khu này, và đa số thì những người Việt ở đây đều sống trọ và làm nghề kinh doanh này. Bỏ mới đi ra rồi. Hai, mà Tư đi đâu? Đó. Cái củ này kìa. Không có. Chú chuẩn bị đi bán đó hả? Không có, về rồi. À. Đi bán giờ khuya 4 giờ tới trưa về 2 giờ mình về rồi. À, chú này bán cà phê với lại Sigo rồi. À, nước ngọt Sigo. Nước ngọt Sigo. Chú bán ra ở ngoài chợ mẹ chứ. Chú không đẩy theo đường lộ mà. Dạ. Chú ở Việt Nam là chú ở tỉnh nào? Ở An Giang. À, chú ở huyện nào chú? Ở tỉnh ở Long Xuyên á. Long Xuyên. Chú lên đây lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Em đi làm này cái gì đây? Dạ, đi chơi, đi thăm người Việt mình ở. Cho biết. Đây là mình ở trọ hay là nhà mình chú? Trọ. Đây là tao cho mướn trọ không? Dạ. Chú có hồ tập ở đây chưa? Hả? Chưa em.
ta ở đây mình nhập quốc tịch nữa, lâu lắm mới có mấy người ta ở hồi xưa ta mới có người quốc tịch, với mấy người lên sau này ta đâu có cho vô quốc tịch. Dạ. Tôi lên nhiêu năm rồi? Lên hồi đó lên năm 93 rồi cái đầu năm 2000 đi về, rồi mới lên lại năm 2009 nè. Dạ. Ở Phong Bụi và anh Bùi Hồ đang có mặt tại một cái xóm, đó là xóm của người Việt. Ở xóm này thì nằm ngay tại khu vực gần cầu Sài Gòn, thuộc thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và nơi đây thì có rất là nhiều người Việt sinh sống, mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Trong đó thì có rất là nhiều người già, không có người thân và đang sống một cuộc sống cực kỳ lay lắt. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong nha. Gần như là ở đây thì 10 hộ thì hết 8 hộ là người Việt Nam. Là đây là những cái dãy nhà trọ mà bà con mình sinh sống này. Thì ở đây thì có hai cái hộ gia đình, đó gia đình của bà Hai và bà Tư, thì là một cái gia đình khó khăn nhất. Và gần như là điểm chung của bà con ở đây á là đều có một cái cuộc sống không có thoải mái như ở Việt Nam. Và tụi mình sẽ đi tìm câu hỏi và câu trả lời làm sao mà người dân, người Việt sống ở đây mà không hồi hương, hoặc vì sao họ lại khó khăn như vậy. Bây giờ mình có thể đi vào bên trong hả anh? Đây là từng dãy phòng nhỏ này giống như ở Việt Nam luôn. Đa số là ở trọ hết, họ không có đất và cũng như là không được cấp hộ tịch. Cuộc sống đây khá là bấp bênh. Đây là phòng của bà Hai nè. Thì mình thấy là một vài cái vật dụng thôi, rồi trải một cái chiếu nhỏ. Căn nhà nhỏ, khá là chật. Thời tiết ở Campuchia thì nó nóng lắm, nhưng mà vào giờ trưa thì gần như là chịu không nổi đâu. Và mọi người có thể để ý cái phần la phong ở trên nè. Và các vách tường thì được dựng bằng con rất là ọp ẹp luôn. Và cái khu này khá là ẩm thấp. Bây giờ qua đây ha. Dạ con chào hai bà. Dạ cảm ơn con. Dạ. Con với lại bạn của con là bên Việt Nam mới qua. Dạ. Dạ. Cái này bà có đứa con ở Việt Nam mà bà đi hoài con bà không ngó tới bà. Đến đây cái chú Sáu nó mướn nhà cho bà ở, rồi làm tiếp chú Út đó, cho cơm rồi gạo cho bà ăn. Ở đây là bà Hai hả? Đâu, bà thứ hai, bên chồng thứ ba, kêu bà ba không quen rồi. Kêu bà Hai không biết. Không ai biết. Bà ba 4, 5, cái này là bà chị thứ hai, tôi thứ tư rồi. Đây là chồng thứ ba, tên Tô Lĩnh đó. Hai chị em ruột hay sao bà? Dạ, hai em ruột. Ổng làm thợ mộc, tôi thấy thất nghiệp quá, thiếu cái tiền. Có chú ở nhà không ạ? Ổng đi làm, ổng 71 tuổi, ổng làm bữa, ổng cần ổng nghỉ 2-3 ngày. Mạnh thì đi làm, yếu thì không có đi làm đâu. Ổng 71 rồi. Chứ đâu có còn đâu đâu. Bà Hai là bao nhiêu tuổi? Bà 74. Còn bà Tư? 71. 71. Bà Hai với là bà Tư là mướn phòng trọ là mỗi tháng là bao nhiêu tiền? 50 đô, bên đó thì 35 đô. 50 đô la. 50 đô tiền đô. À 50 tiền đô. Ở đây tiền đô mà. Là 1 triệu, khoảng 1 triệu mốt 50. Ờ, à, nước điện thì nước điện nó riêng 50 ngàn riêng. Nước điện 50 ngàn. Trời 50 ngàn ghi à. Tất nhiên là tất nhiên lên là dọn đồ qua đây ở. Lô nín để nói chuyện. Ông chồng chị Tư nó ngay già rồi. Ông đạo tiên lành đó. Đó, giờ ông già và ông mặn ai con đồ ngu. Rồi ổng mặn từng nghỉ 2-3 ngày, từng nghỉ 2 ngày, đi thiếu tiền nhà lắm, tiền đất. Bà Tư qua đây lâu chưa? Mới qua đây chừng 10 năm rồi. Có con mình có rồi mà nó nghèo lấy gì nó nuôi. Khổ gì đó. Vậy sao mình không hồi hương về nước để mình sinh sống đó? Cuộc đời không? Đi thì có tiền, làm gì ra tiền để phải đi. Đó. Khổ gì đó. Từ Campuchia mà về Việt Nam để trở về quê hương thì mình cần khoảng bao nhiêu tiền? Bây giờ tại vì biết không, bây giờ đi khó khăn phải nhiều lần đi tự do nó ít tiền, bây giờ đi lần 500 đô gì mới được. 300 đô gì mới được. Tiền chia sẻ với mọi người á là trước khi tụi mình đi sang Campuchia thì tụi mình đã tham khảo vé là 2.8 triệu tiền vé xe đò. Đúng rồi đó. Rồi thêm gần cả triệu tiền Tết Covid nữa. Thì như vậy là 3 triệu mấy. Thì đối với những cái người dân lao động để có khoản tiền đó thì rất là khó. Không muốn cần cái. Để tôi nói chuyện ở đây đi. Ở đây cái đồ gắn cái tay 10 đô, lỡ mua 10 đô rồi biết mấy, 2 đô rồi. Không muốn cần cái đó. Bị nặng tay. Nói quà, nói lớn, thiệt lớn, bấm nghe nhỏ, không có nghe.
khổ, cũng vô phước lắm con. Bây giờ giá vé nó đã rẻ rồi, thì ý của bà Tư là có tính hồi hương về không? Giờ trầm đây mình dưới ở đâu, mình đâu có nhà đâu gì. Con đâu nuôi được, nó lo vợ, nó nghèo lấy gì nuôi mình. Phải mình có nhà cũng nên gì, nó không có nhà. Quê của bà Tư ở đâu? Ở Đồng Tiến, Hân Lâm. Đồng Tiến? Đi xuống Đồng Tiến, Hân Lâm. Cùng quê với con, ở Đồng Tháp. Đúng rồi, là ở trong phi trường. Nhưng mà con chia sẻ bà Tư là bà Tư ở đây vẫn ở trọ nè. Ông Tư vẫn phải đi làm. Thì bà Tư về Việt Nam á thì cũng đi làm, nhưng mà dù sao mình cũng sống trong quê hương, sao bà Tư không sống ở đó? Ở này nó quen, ở với ổng cứ quen rồi. Ổng mặn nuôi Tư, thì khi Tư bệnh đùa nhất cái giò này cái biến mẫu mặt đi tới luôn. Rồi lỡ nói ổng mình lỡ mình bệnh nằm chứ con nào nuôi. Rồi ổng mặn ngày nào hay nấy. Ông Tư làm thơ mộc ngày được bao nhiêu tiền theo bà Tư? Là có 15 đô. Một tuần cứ làm 2-3 ngày. Mượn tiền đứng ta 500 ngàn, đóng lợi ngày 5 ngàn. Không tiền trả đóng hoài. Hơn một năm mà. Thì như là mình nợ bao nhiêu? Thì như mình nợ bao nhiêu? Nợ thật là có 500 ngàn thôi. 500 ngàn? Tiền kia. Tiền riêng là bao nhiêu đô la đó? Có 3 triệu. Không, có tiền có 100 đô với thêm 25 đô nữa. 125. 125 đô. Suốt mấy năm trời bà Tư là không đủ khả năng để trả nợ. Đóng lợi mỗi ngày 5 ngàn đóng quà. 5 ngàn ria thì tương đương với khoảng 1 đô la Mỹ. Đóng khổ lắm. Khoảng hai mấy ngàn tiền Việt Nam. Nhờ gạo để cho ăn. Nhiều khi bệnh không có tiền, chú nhà này nè, cầm tiền chú cho. Để chú thuốc chút nè. Tại ông già, nàng cầm hơ chứ con luôn luôn. Khổ chứ. Mỗi một ngày là bà đóng là 5.000 ria. 5.000 ria từng lần. Nhưng mà theo anh Hồ, anh thấy là cái cuộc sống ở đây nó khó khăn á. Thì có tính là đi sang hồi hương về Việt Nam nó đỡ hơn không? Thật ra thì ở đây nó quen rồi. Cái bà Tư ở đây quen lắm rồi. Quen. Ông Tư công việc làm thợ mộc ở đây á. Thì cũng có ngày làm. Còn về Việt Nam thì đâu có công việc gì đâu làm. Mình không có nhà, nó lấy gì. Phải có nhà cũng nên gì. Khổ gì. Nhưng mà bà Tư thì có dòng họ gì ở? Có dòng họ, mình đâu ở chung với dâu được. Mình con trai còn con dâu, rồi lỡ con trai mình nó nuôn dâu, nó dần dần sao nở. Khổ, bà hai chồng già có cái chòi đỡ, có mắm, có muốn mút. Bà Tư ở ngay An Long của Đồng Tháp hả? Đồng Tháp ở trong phi trường. Biết phi trường không? An Long là nó gần với xóm Việt Kiều của ở Tam Nông Đồng Tháp. Đúng rồi. Yeah. Còn hỏi thử bà Hai đi. Bà Hai, bà đi. Bà làm nghề gì? Làm nghề đâu? Bà đi làm. Ai kêu làm mấy mũi thôi, không có làm gì nữa. Dạ. Rồi có muốn về Việt Nam không? Muốn gì Việt Nam gì với thăm con nữa. Thăm con phải kiếm đi lên đó chẳng phải chứ không. Sao không ở Việt Nam luôn cho khỏe? Giờ còn mở lên xuống cánh cung cái lưng năm nay gì cũng được. Không. Nè tao cố quá, cái cột quá, cái nậu nhóc. Có thằng trai cũng nghèo nó ở cho người ta nuôi bán chuyện mới đi không. Cái gì vậy, con trai là bà con dâu biết cái này là tung tay mà cái là khổ lắm cho. Bà Tư với lại ông Tư là có mấy người con? Tại vì Tư với ông Tư mới cấp nấu 10 năm mà không có con. Con đi thì Tư có 4 năm đứa chứ. Nó nghèo, nó có lo cho mẹ được. Vui, con không vui là ghét con có bóc bết luôn. Trai Út ở dưới trường. Đi bỏ đi đó. Ở trường lập ấp với dưới, nó không thể nào điện hỏi thăm. Có hàng trai một mà. Cho để dây giấy buồn đó, không gì vậy. Con của bà Tư có thường điện lên thăm không? Có thằng trai lớn có điện, còn mấy đứa nhỏ nó có điện. Này sao mấy tuổi rồi? Nó điện, nó có tiền thì cho nó kêu má, không cho nó kêu, không kêu. Cái nào mà bị dịch tới giờ, không kêu hỏi sao má, sao không có. Có thằng trai lớn, khổ quá, nó gỡ lên 200 đô không cho. Còn ba đứa kia nó ngót á. Giờ thấm giọng đi, ông mở mặn nuôi Tư ngày nào hay gì đấy. Ông Tư là người Cam hay người Việt? Ông người Việt. Người Việt luôn. Ông Tư là ở tỉnh nào bà Tư? Ông ở ngoài thành phố hay là? Ở Sài Gòn á. Con hỏi thăm một số người dân ở đây nói là khi mà người Việt mình sống ở Campuchia lúc chết đi thì cũng không có được cấp một cái giấy
đúng với báo tử nè. Rồi cái việc tổ chức một cái đám tang ở bên Campuchia cũng không có dễ dàng, rất khó. Thì cuối đời những người già họ mong muốn là sẽ được hồi hương để rồi có khi mà ăn một bây giờ nữa. Có cái là một cho bà này đi với bà trong Việt Nam bà ở với còn con bà ở với con bà không có được còn dâu nó khổ gì hết. Một cắt cái nhà trời cho bà riêng có gì bán lấy được ở chung trả bà ở. Khổ lắm cháu. Hiện nay thì cái khu trọ của mình là gồm bao nhiêu người Việt ở đây bà Tư? Bao nhiêu căn trọ người Việt? Nó ngay cả nhiều lắm tại căn trọ mình thôi. Chị Tư không có tò mò. Dạ. Không có tò mò, ta khổng khổ giống người Tư. Mà Tư có tò mò có trong công viên Việt Nam nhất là một khổng khổ khổ không? Mà mình lo phần mình trước đi, đâu có biết ta làm sao mà đâu có biết. Bà Út có dùm Út có nhỏ cháu này biết gần. Nó mới giới thiệu lại đây, nó không biết gần, không dám giới thiệu qua đây được. Như em Phong có mới vừa chia sẻ đó, thì sau này trăm tuổi già thì bà Tư sẽ tính như thế nào? Bây giờ một là về quê chứ biết sao vậy? Bây giờ một là không về quê được, ở đây chết ở đây luôn chứ biết sao vậy? Con mình giờ có chồng rồi kệ, hai ổng nói hoài mình đạo thiên lành. Kệ chúa cho sống giờ nào hay gì nấy, chúa đem đi đem chứ biết sao. Giờ mặn đủ ăn, giờ trả nợ chứ. Già mà có nhiều tiền mà trả nợ, đóng lợi hoài. Khổ lắm chứ, như thế nào? Không. Mà ông bị mặn nhưng không chứ không có bạc một đồ ăn. Nó cho này cho kia gì nó khác. Khi nãy thì mình có thấy cái phòng trọ của bà Hai. Thế nó đơn sơ đó. Bên này người ta mướn cho bà ở. Còn chờ ừ, em dài, Việt Nam ta lên đó, thì bà này bắt qua đây ở chung gì Tư. Mướn nhà cho em bà ở mà tại 28 này bà lên mướn đỡ cho bà này ở. Căn trọ ẩm thấp lắm. Rồi á. Vui trơn cơm. Cá tà cơm thấy chị không chấp. Cho nó êm lên nữa gì nè. Khổ. Cảm ơn cháu mà giúp được mừng. Con muốn về Việt Nam sớm không? Bà muốn về tôi đưa bị dưới kìa. Về sống luôn á. Chứ không về ở bên này. Bà về dưới luôn á. Không cho bà lên nè. Ta đưa bà dưới luôn. Không lên đâu. Trở đời dưới luôn rồi. Ừ. Lên ừ. Đâu. Bà về dưới lỡ. Khi nãy kệ khi nãy. Cạo gió, bà cạo gió đồ. Vậy là về Việt Nam là đi cạo gió, mướn đúng không? Ừ. Bà có cái nghề. Năm 10 năm về trước cái gì dưới coi bà vẽ 20 ngàn 20 ngàn. Tôi không kịp luôn á. À. Bơm cho chúng thua lá luôn. Tại bà có ông lên bà cuốn. Khổ vậy trời. Ở bà Tì cắt nhà nhà đô la, chỉ đô la. Tôi nói chuyện nghe. Đừng có nói chuyện gì của người ta hết. Bây giờ bà muốn về hai đứa cháu cho bà về. Về dưới bảo luôn không có lên được. Bà tính coi. Về đi qua trạm đó được gì à? Ta đây ta lo cho bà về. Qua trạm là sao à? Qua trạm là cửa khẩu. Nó bắt lợi cửa khẩu. Khẩu bên kia cửa khẩu Việt Nam không biết bệnh gì đâu. Bệnh có ai qua đây cũng khó bệnh. Bây giờ mở cửa rồi. Về thoải mái lắm. Tốn tiền không? Cũng có. Đóng phí thôi. Thì về luôn, bỏ hẳn ở đây luôn anh. Ừ, bỏ về luôn đi. Sống ở xứ người mệt lắm. Khó lắm chú ơi. Có xe máy rồi đó. Máy dụng nhà đó. Việt Nam thì có xe máy đi coi bài, cậu vô được. Ừ, coi tay á. Coi tay á. Vì dưới cứ ở nhà con đâu, ở nhà nhà em. Chị nhà này thì có. Nhà con không có mở đâu. Là về giấy bà ba ở được. Này, người 72 cơm nấu đó. Đây. Chén bà ba quét chỗ giữa chén giặt đồ như đó. Rồi con dơ xích con đồ hết chuyện gì chị. Năm một à. Anh trai chừng 3 năm nè. Khổ lắm. À, những ngày mấy anh em mình ở Campuchia thì tụi mình thấy rằng là 10 người, hết 10 người đều có một cái ước nguyện. Đó là hồi hương trở về quê. À, dù người giàu hoặc người nghèo, họ cũng đều mong muốn là cuối đời sẽ được về quê hương. Tuy nhiên thì 2 năm qua đại dịch khiến cho rất là nhiều người muốn trở về quê đều gặp rất nhiều khó khăn. Cách đây không xa, khoảng hơn một cây số là một cái xóm Nhà Bè, nơi đó có hàng trăm hộ gia đình sống bằng cái nghề đánh cá, và thậm chí là có rất là nhiều người Việt sống ở khu vực này sống bằng cái nghề đó là xin ăn. Một cái nghề mà đối với mọi người đó không phải là một cái nghề, nhưng mà rất là nhiều người sống ở đây phải ngửa tay xin tiền tại vì họ không có còn sức lao động nữa. Và không, cuộc sống bên Campuchia nó không có dễ dàng giống như ở bên Việt Nam. Đi nào nè con.
Và bây giờ chắc là lẽ mình hỏi thêm một vài câu nữa để cho cô bác anh chị hiểu hơn về câu chuyện của bà Hai với bà Tư ha. Mình sẽ đi vô tham quan cái căn phòng của bà Tư đi không? Bà Tư dẫn con coi thử nhà của bà Tư sao? Mở đèn. Đây là một cái căn phòng khá là ẩm thấp và diện tích thì bề ngang thì mọi người có thể thấy là khoảng tầm 3 mét ngang. Thì dài khoảng hơn 10 thì có nghĩa là khoảng 30 mét vuông á. Thì một 50 đô thì 1.150.000. Đây là cái căn phòng ngủ của bà Tư với ông Tư đó hả? Lỉnh khỉnh đồ hết à. Muốn đi là bỏ hết. Dạ. Ở đây đầy đủ tất cả các vật dụng. Dạ. Ở bếp ga mini. Không có bếp ga bự không bà Tư? Dạ, hôm nay thì bà Tư ăn cơm với gì? Hả? Hôm nay bà Tư với ông Tư ăn cơm với gì? Mướp xào, bây giờ ăn á. Mướp xào? Ta cho. Mướp này ta cho? Dạ. Người Việt cho? Người Việt cho. Dạ. Đầy đủ lĩnh khỉnh các vật dụng. Ông đạo cúng trên thánh nhất, ông đạo tu lành đó, cúng thánh nhất. Cái ước nguyện của bà Tư bây giờ lớn nhất là gì? Yêu cầu cho những sức mạnh, có tiền trả lần đó 500 ngàn được đầu óc thoải mái. Chỉ yêu cầu có sức khỏe, có tiền 500 ngàn trả cho đằng kia để thoải mái. Thôi bây giờ mình ra cho chuyện thêm, tại vì bên trong này nó nóng, nóng quá, nó ẩm quá. Đấy, mời bà Tư kế bên bà Hai. Hai đi. Thế thì nhà đó 100 ngàn không bắt tình bánh kéo dài hoài. Dạ. Những lương hậu con. Dạ. Thật sự thì cộng đồng người Việt ở Campuchia thì khá là nhiều. Và có rất là nhiều người Việt đang sống trong cái tình cảnh lay lắt. Và ngày hôm nay thì tụi mình có duyên với trường hợp nào thì tụi mình ghé thăm trường hợp đó. Để mà có thể tìm hiểu hết thì chắc có lẽ cũng phải mất vài năm. Đúng rồi, dạ. Đông lắm, đông lắm. Này đông cũng và riêng câu chuyện của bà Hai và bà Tư cũng một lát cắt nhỏ về cái cộng đồng người Việt ở đây. Cũng cuộc sống bấp bênh khó khăn. Và cái điều mà thiệt thòi đối với bà con ở đây đó là mưu sinh ở xứ người. Thì hôm nay mình và anh Bùi Hồ có ghé thăm hai bà, cũng có duyên lắm. Thì mình xin mình xin phép gửi tặng cho mỗi bà một phần quà nhỏ từ chị Hạnh Đòn ở bên Mỹ cho bà Hai 100 đô. Chị Nguyễn Lê Linh Tri ở Texas 100 đô. Mỗi bà sẽ muốn quà nhỏ thôi ha. Dạ con lì xì vậy. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, con lì xì ngoại. Cảm ơn cháu. Cháu cảm ơn cháu nhiều. Yeah. Chúc thì cháu tiền. Mấy chúng cho bà ba tiền ăn khá giả nha. Cảm ơn. Năm mới đây này, năm mới không chia. Có tài, có lộc có trơn rồi. Đi nhiều lắm á. Dạ, cảm ơn bà. Rồi chắc tụi con cũng tiếp tục cái hành trình. Con xin phép là có duyên thì quay trở lại thăm là hai bà. Cảm ơn cháu nhiều nha. Cháu đi nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Con cảm ơn bà Tư, cảm ơn bà Hai, chúc bà Tư bà Hai sức khỏe nha. Cảm ơn nhà cháu. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân từ chị trước hết thì cảm ơn chị Hạnh Đòn và chị Nguyễn Lê Linh Tri. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Rồi xin chào.